Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra giường để chia sẻ với các bạn là mình có hai trái hồng mềm của Nhật các bạn. Thì nó đã chín rồi, thì các bạn nhìn thấy đây là trái hồng của Nhật. Rất là ngon, hồng mềm các bạn. Thì cái hồng này người ta dùng để sấy sấy khô ăn rất là ngon nha. Hoặc là các bạn có thể phơi gió, hoặc là các bạn có thể vú mềm để ăn thì nó rất là ngon và ngọt nha. Thì cái cây hồng này mình mua được 2 năm rồi các bạn, và đây là lần đầu tiên nó có trái chín. Lúc đầu mùa nó có bông rất là nhiều, nhưng mà nó bị rụng, chỉ còn lại có 2 trái. Rồi đợt bông thứ nhì trổ ra thì nó có rất là nhiều ở trên ngọn, nhưng mà nó cũng rụng. Chỉ còn lại 3 trái ở trên ngọn, nhưng mà nó chưa có kịp chín, nó còn nhỏ các bạn. Thì đây là ở trên ngọn, các bạn nhìn thấy là cái trái nó rất là nhỏ, màu xanh ở phía trên đó các bạn. Thì nguyên cái cây hồng này năm nay Quỳnh Mai chỉ thu hoạch được 2 trái như thế này. Nó cũng to cỡ bằng chén ăn cơm nhỏ đó các bạn. Thì so với ở ngoài tiệm An Châu bán thì nó lớn hơn một chút xíu các bạn. Thì ở ngoài tiệm Á Châu bán một trái như vậy thì tính ra là 1,50 đồng một trái các bạn. 10 trái là 15 đô la. Hôm qua mình đi chợ và mình đã có thấy ở tiệm A Đông bán như vậy đó các bạn. Thì cái hồng này rất là nhiều người thích, tại vì ở trong cái ruột của nó màu trong dai, rất là ngon, giống như là trái vú sữa vậy các bạn đó. Thì cái cây này mình mới trồng có 2 năm và có trái chín chỉ có 2 trái thôi, nhưng mà có còn đỡ hơn không ha các bạn đó. Trái nó như vậy, dài xuống dài nhọn ở dưới đít. Màu hồng cũng rất là đẹp. Thì mình rất là thích trồng cây hồng này để sấy ăn rất là ngon. Ngoài ra thì mình cũng có mua trồng thêm một cây hồng giòn. Cây này là cây hồng mềm của Nhật, còn đây là cây hồng giòn cũng của Nhật luôn các bạn. Đây. Thì cái cây này là mới mua hồi đầu mùa xuân năm nay. Thì nó có 3 nhánh lên như thế này các bạn. Thì nó cũng tươi tốt, nhưng mà chỉ mới có mấy tháng nên nó chưa có đẻ nhánh ra nhiều. Chỉ có 3 nhánh chính đưa lên. Thì mình không biết là mùa đông năm nay nó có thoát qua được hay không, nhưng mà hy vọng rằng nó sẽ thoát các bạn. Tại vì hồng là cây trồng ở xứ lạnh được các bạn. Ở bên Nhật là mùa đông còn khắc nghiệt hơn ở đây, mà người ta vẫn trồng được hồng mềm và hồng giòn đó. Mình có 2 trái. Đi từ xa nhìn thấy nó vàng cũng dễ thương các bạn. Đó, đây là cây 2 trái hồng mềm của mình. Còn kế bên là mình có 2 cây hồng của Mỹ. Thì mình thấy nó ra trái nhỏ quá, mình mới cắt nhánh cây hồng mềm, cây hồng giòn ở nhà cũ mình đem về. Mình tháp vô cho nó, nhưng mà cái mùa này
tháp vậy mình nghĩ là không, chắc không có thành công, tại vì nhựa nó đưa xuống dưới gốc chứ không có đưa lên trên, nên nên cái nhánh nó không có ra mầm các bạn. Thì mình chỉ thí nghiệm thôi, tại vì mình tháp hồi mùa thu các bạn, bây giờ nó sắp sửa qua mùa đông thì mình nghĩ là chắc không thành công. Mình đợi tới mùa xuân mình sẽ tháp, thì lúc đó nhựa cây chất bổ nó đưa từ dưới gốc nó đưa lên thì cái cây hồng này nó ra mầm, thì lúc đó mình tháp thì cái mầm nó mới theo lên trên cái nhánh, rồi nó qua cái nhánh tháp thì nó mới ra mầm được các bạn. Đó, mình thí nghiệm hai nhánh mà mình chưa thấy nhánh nào ra mầm, mình nghĩ là thất bại rồi các bạn. Thì tại vì cây hồng này mình mua giá rẻ nên nó cho ra trái như hồng rừng, nên mình mới tháp nó để xem có thành công hay không. Còn không thì mình phải chặt bỏ các bạn, tại vì hồng rừng cái trái nhỏ bằng cái đầu ngón tay cái, ăn cũng được nhưng mà nhỏ nên không đáng để trồng các bạn. Đó thì đây là thêm một cây hồng của Mỹ nữa, của Mỹ các bạn. Thì khi mình mua cái tháp nó đề là nó chụp hình trái hồng lớn, nhưng mà khi mà mình trồng rồi thì mình mới biết là nó ra trái hồng nhỏ, hồng rừng các bạn. Đó thì bây giờ ngày hôm nay là ngày sắp ngày cuối cùng của cái mùa mùa ấm rồi các bạn. Bắt đầu thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần sau thì nó sẽ lạnh xuống dưới 0 độ các bạn, là có 25 độ F, tức là xuống 0 độ C rồi các bạn. Nên mình nghĩ là mình quay cho các bạn xem vườn mình đang lúc còn lá còn xanh nha. Và bữa nữa nó mà xuống dưới 0 độ thì những cái lá ở trên những cái cây của mình nó sẽ rụng hết nha các bạn. Thì đây là cây sung và những cái bụi xả mình cũng chưa có bứng lên nữa các bạn. Thì mình sẽ tranh thủ lúc nào mà không có mưa thì mình sẽ ra chặt vô đem vô các bạn. Còn còn cái thùng xả mình trồng để dự bị cho mùa năm sau thì mình sẽ đem vào trong gara nha. Năm nay bí của mình quá trời, mình mới thu hoạch được mười mấy trái đem vô, bây giờ mình sẽ cắt tiếp nha. Để thứ ba tuần sau trời xuống thì cái trái bí mình nếu còn ngoài trời nó sẽ nổ nha các bạn. Tại vì trong bí là chứa nước nên nếu mà mình để thì nó sẽ nổ. Rồi mình sẽ hái ớt luôn nha, có nghĩa là mình thu hoạch hơi trễ các bạn, tại vì bất ngờ quá nên cái dòng đai lạnh nó xuống bất ngờ quá nên mình chuẩn bị chưa kịp các bạn, thì nó đã xuống tới rồi. Đây là ớt nha, thì mình sẽ hái vô đó. Các bạn nhìn thấy cái trái ớt rất là lớn nha. Ớt chín đỏ nha, trái nó rất là lớn luôn. Thì có một số nó chín rồi, một số nó còn vàng và một số nó còn xanh, thì bắt buộc mình phải hái vô thôi các bạn. Đó. Thì hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để
chia sẻ để cho các bạn xem những gì còn sót lại của mùa trồng trọt nha. Là như thế này. Đó. Và sẵn tiện mình khoe luôn cây hồng mềm mình có trái cũng vừa chín tới nha các bạn. Đó. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem toàn bộ cảnh vườn của mình. Phía bên đây thì mình trồng hồng với lại trồng sung nha các bạn. Và cho các bạn xem cảnh mùa thu luôn nha. Hôm trước cái lá vàng đẹp lắm, cái mưa gió cái nó rụng các bạn, nên bây giờ còn như thế này thôi. Đó, lá vàng, lá đỏ, lá xanh chen lẫn với nhau nhưng mà nó bị rụng nên hết đẹp rồi các bạn. Lúc trước đẹp mà mình chưa có kịp chuẩn bị quay cho các bạn xem thì tiếp đến là mưa gió bão bùng nên không có thấy được các bạn, không có thể, cái cảnh nó không có đẹp bằng là lúc mà chưa có trời mưa gió, lá cây chưa rụng. Thì bây giờ các bạn xem thử cái vườn của mình. Thì năm nay vườn sung của mình hơi thất bại tại vì bị cái con côn trùng tấn công các bạn nên sung của mình nó hơi còi cọc một chút xíu đó. Vậy thì hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn về cái cây hồng mềm của mình có hai trái chín rất là đẹp các bạn. Thì mình thấy rằng cái cây hồng mềm này rất là đáng trồng luôn. Cái vừa lớn mà vừa ngon các bạn. Cái ở trong ruột nó giống thịt như là trái vú sữa vậy. Màu nó trong mà nó ngọt, nó dai. Rất là ngon luôn. Vậy thì video hôm nay tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc, ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.